Thế bố gái à? Ngoan thế, khôi ngoan thế nhỉ? Vừa rồi em ơi, dọn đồ nha. Khôi giữ cho bác nha, Khôi nha, để bác cắt nha. Cứ cẩn thận nha. Cắt ở đây em nhé. Ừ, cái này cắt 4 cây em ạ. Đây cầm cưa đây cắt em ơi. Vâng. Cắt chỗ này em nhé. Ừ, cắt cho 4 cái. Em
bê đồ cho bác rồi. Nào, cô bê vào. Em bê đồ cho bác đi. Vâng. Ôi, hai đứa giỏi thế. Cẩn thận con ơi. À, đưa bác nào. Em ơi, con vào đi không mưa. Em tránh cho bác bê cái che này vào nào, em ơi. Beep.
em nhỉ? Đẹp đấy. Thì không mất thời gian á. Thôi à, con đã chơi chơi đi để bác làm nhé. Con giữ cho mẹ, mẹ buộc vào cho nào. Con chơi tạm nha, lúc nào đi chợ mẹ mua cái khác cho. Các cạo thấy đủ rồi em ạ, có cái kia đầu trường không phải cạo đâu. Vâng ạ. Để bổ nha. Vâng, à, thế anh đổ đi. Này cái này mà gõ đi. Trước đóng mưa rồi này đóng mưa nhỉ. Trời. Dạ. Thời tiết ở đây trắng rồi anh ạ. Mưa.
rồi đấy anh nhỉ. Ừ. Còn bên trên nghiền lắp. Vâng. Rồi em đi lên đi nha, xong rồi tí giữ cho anh cái chân giường vậy. Đi không lên thôi, không phải ôm đâu, để anh tí tôi lấy cho. Em ôm một ít lên cho anh. Thôi để đi anh lấy cho. Ôm ít thôi. Cứ để đấy đi, tí anh xuống anh ôm cho. Em ôm của mấy cái hả anh? Để cái chân vào cho anh nhé. Để sát đi nhé. Vâng. Rồi kỳ công. Công mới đẹp anh ạ. Tí cạo hình trái tim hay là à. Anh biết vẽ cái gì thế? Anh em vẽ đi. Trái tim sẽ đẹp anh ạ. Theo tay em vẽ đi. Lấy cạo cho. Con ra kia chơi đi để bác làm nhá. Này sắp xong bên này em rồi.
Cô chơi gì vui đấy cô ơi. Tìm nhìn nhưng mà đẹp anh nhỉ? Của em sắp xong nhỉ? Của em còn một tí nữa anh ạ. Thank you.
của anh xong rồi đấy. Em xong chưa, để đóng rác đi. Xong rồi đấy. Xong. Đẹp rồi. Mình đóng rác đi. Đủ lan không em? Dạ. Ừ, con lên đây chơi nào. Nào đưa mẹ bé con lên giường nha. Con lên đây chơi nào. Mẹ với bác con lên đây. Ờ, đây con lên đây chơi với bác. Cẩn thận con. Bác kéo đây, mẹ cháu ơi, mẹ cháu kéo đây lắm. Thế á? Ừ, bác xin. Cảm ơn cô nha. Bác ơi, cho cháu gọi bác bằng bố được không? Ôi được. Thế thì tốt quá. Ôi ơi, ngoan thế. Bố mẹ ơi. Bố ơi, ngoan thế. Cô ơi, ra bác bé nào. Cô ơi, cô đó, cô gọi bố mẹ đi. Chị gọi rồi đấy. Cô ơi, thương bố cái nào. Thương bố cái nào. Ngoan thế, cô ngoan thế nhở. À, nhông nhông nhông. Ông đã về. Cắt cổ để cho ngựa ông ăn. Con thương à. Ừ, nhờ ngoan thế. Quỳnh Như ngoan thế. Ôi Khôi đây chơi nhá. Bố làm nhá. Bố làm. Thôi đóng tiếp em ơi. Chiếu đi. Em ngồi đây nhá, em nghỉ để anh đi xuống dưới dọn. Vâng. Tối nay mẹ con em có gì mới làm nhá. Vâng.
cảm ơn anh. Ừ. Vậy em nghỉ đi, anh đi dọn nhé. Vâng ạ. Nhiều rau lắm, con đứng đây chờ mẹ lấy tải cho ngồi để mẹ hái rau nhá. Phương ngoan để mẹ đi con ngoan, ngoan để mẹ hái thêm tí nữa nha. Ừ, con vắt tải đi về nha. Đi mẹ cho rau rồi đã con. Để con cắt à. Ơi. Để mẹ cắt nha.
nữa con kìa. Nào, để cùi cho mẹ. Ôi, nó con ăn nhiều rồi. Để cỏ cái kìa, đi ra đây. Ơi. Bé con à. À ừ, mẹ bé con về. Về đến nhà thì tạnh mưa con nhờ. Mưa lắm đấy. Cái mưa to chuyện này mưa hết rồi. Mẹ cất mũi, mẹ lấy quần áo thay cho con nhá. Đây được mẹ cất mũi cho nhá. Cô rút cho mẹ cái nạt nào. Rồi, mẹ xin. Rồi, mẹ xin nào. Cô giỏi thế. Cô cho mẹ xin cái nạt nữa nào. Rồi mẹ xin nha. Rồi mẹ xin nha. Rồi mẹ xin một cái nhá. Ui, mẹ sợ quá. Sợ khối quá. Cô giỏi thế, mang ghế cho mẹ à. Con bỏ vào túi bóng để mẹ con mình đi chợ nha.
bỏ cái bóng đi nha. Mẹ cầm giúp cho. Đi con. Là đi chợ đúng rồi. Thank you.
Oh.